chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015. Chương trình gồm có những nội dung chính như sau. Hội thảo báo đảng các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên lần thứ 5 với chủ đề Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo đảng. Triển lãm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại thành phố Cần Thơ. Tấn gạo. Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong công tác kiểm soát chất lượng nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 26 tháng 3, hội thảo báo đảng các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên lần thứ 5 vòng 4 với chủ đề Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo đảng đã diễn ra tại Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo phóng viên của 19 cơ quan báo đảng khu vực miền Trung Tây Nguyên cùng 28 cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên cả nước. Hội thảo nhận định trong thời gian qua, báo chí nói chung và các báo đảng địa phương nói riêng đã góp tiếng nói quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết, tương thân tương ái mạnh mẽ của đông đảo tầng lớp nhân dân trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề về vai trò, vị trí, kết quả tuyên truyền của báo đảng địa phương trong việc nâng cao nhận thức về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, đánh giá tác động về nhận thức đối với độc giả, vai trò định hướng dư luận của báo đảng, đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong quá trình tuyên truyền, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, nhất là trong bối cảnh tình hình tranh chấp ở Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của mọi người dân Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam với những bằng chứng không thể chối cãi, để mọi người đều tận mắt chứng kiến những bằng chứng đó. Từ hôm qua 26 tháng 3 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Đây là cuộc triển lãm lần thứ 22 do Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với các cơ quan và địa phương tổ chức trên phạm vi cả nước. Với gần 100 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm được trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Các tư liệu cho thấy, nhà nước Việt Nam từ thời phong kiến đến giai đoạn hiện nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận qua nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu bản đồ được soạn vẽ, xuất bản kể từ thế kỷ 16 đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thanh thiếu niên của thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực đến tham quan nghiên cứu. Cùng với triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, tối qua, hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2015 cũng đã được khai mạc tại công viên Lưu Hữu Phước. Với chủ đề sách tri thức và văn hóa, hội sách thu hút trên 50 đơn vị phát hành sách, nhà xuất bản trên toàn quốc tham gia với hơn 200 gian hàng, giới thiệu 160.000 tên sách với 1,8 triệu bản và bày bán nhiều loại văn hóa phẩm, văn phòng phẩm. Trong khuôn khổ hội sách có nhiều nội dung như hội thi tuyên truyền viên giới thiệu sách đêm giao lưu văn nghệ, sức trẻ đất Tây Đô, giao lưu trần ca tài tử. Hội sách cũng diễn ra triển lãm sách và tư liệu theo chủ đề Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp, sách phục vụ chương trình phát triển thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh những giá trị và khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, qua đó khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Hội sách diễn ra từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2015. Nhân sự kiện Di tích lịch sử quốc gia trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc đón nhận bằng công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 3, Hội Người tù Kháng chiến tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn do các cựu tù binh người Vĩnh Long từng bị giam giữ tại đây về nguồn tại Phú Quốc và tham dự lễ. Ngay sau khi đến Phú Quốc,
Chiều ngày hôm qua, đoàn đã đến thăm lại trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc năm xưa. Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc do Mỹ Ngụy xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 1967 với diện tích khoảng 400 hectare, bao gồm 12 khu trại giam. Sau gần 6 năm tồn tại, nơi đây đã giam giữ hơn 40.000 tù binh Cộng sản. Cũng trong khoảng thời gian này, địch đã áp dụng hơn 45 hình thức tra tấn dã man từ thời Trung Cổ đến thời hiện đại đối với các chiến sĩ Cộng sản Việt Nam. Tối cùng ngày, đoàn cùng hơn 500 tù binh Phú Quốc ở khắp cả nước được tham dự chương trình văn nghệ giao lưu chào mừng quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử trại giam Phú Quốc đầy ý nghĩa, ca ngợi tình đồng chí, đồng đội, tinh thần chiến đấu ngoan cường của chiến sĩ tù binh Cộng sản tại nhà tù Phú Quốc. Đặc biệt là tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu dựa trên những bài thơ chứa đựng tinh thần bất khuất của chiến sĩ Cộng sản được các nhà tù Phú Quốc sáng tác và lưu truyền tại đây năm xưa. Sáng nay, đoàn sẽ đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc. Sau đây là những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Chính phủ vừa tổ chức hội nghị giao ban sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước quý 1 năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trưởng ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến tháng 3 năm 2015, 289 doanh nghiệp cần hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2015 đều đã thành lập Ban chỉ đạo. Những đơn vị thực hiện cổ phần hóa có kết quả cao là thành phố Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản. Cả nước đã thoái được 4.937 tỷ đồng, thu về 6.987 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vẫn còn một số vướng mắc khó khăn trong việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Việc thoái vốn của một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, công ty tài chính còn chậm. Nguyên nhân chủ quan của tình trạng này là do các bộ ngành địa phương chưa tập trung cho việc ban hành cơ chế chính sách theo đúng kế hoạch đã đề ra, chưa tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là cổ phần hóa thoái vốn nhà nước chưa thật sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương, tập đoàn kinh tế đã báo cáo trình tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước quý 1 năm 2015 cũng như những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất và những giải pháp để thực hiện tốt công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Trong 2 ngày, ngày 26 và ngày 27 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Toàn quốc Văn phòng Điều phối Nông thôn mới cấp tỉnh năm 2015. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, phong trào xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến mạnh mẽ, tạo thành phong trào sâu rộng đều khắp trên cả nước. Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân được các địa phương quan tâm xây dựng, nâng cấp, thu nhập của dân cư nông thôn tăng nhanh hơn. Ngoài những kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số nhược điểm như một số tiêu chí cơ bản còn đạt tỷ lệ thấp, việc phân bổ vốn trái phiếu chính phủ cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới chưa phù hợp. Do vậy, trong thời gian tới, các cấp các ngành cần tập trung đẩy mạnh chỉ đạo phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và đào tạo lao động nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành 6 loại công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên cơ sở ưu tiên cho các xã vùng 3. Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách nông thôn mới các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, đạt yêu cầu tiêu chí số 18 trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Theo quyết định số 131 của Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2015 thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ 842 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Nguồn vốn này được bố trí ưu tiên hỗ trợ cho các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, bãi biển, ven biển và hải đảo, các xã nghèo thuộc huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long, các vùng còn lại và 8 xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương và các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2014-2016. Trên lĩnh vực xuất khẩu, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, tính đến ngày 19 tháng 3, Việt Nam đã xuất khẩu 537 tấn gạo, trị giá 241,334 triệu đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu bình quân hiện đang ở mức 470,5 đô la Mỹ một tấn, giảm 1,36% so với cùng kỳ năm 2014.
Đáng chú ý nhất là hai thị trường Ghana và bờ biển Nga có sự tăng trưởng đột biến trong tháng 1 năm 2015, vươn lên vị trí thứ 2 và thứ 3 về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 31,19% thị phần. Hiện giá lúa khô tại kho khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại thường dao động từ 5.150 đồng đến 5.250 đồng một ký, lúa dài khoảng 5.400 đồng đến 5.500 đồng một ký. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.600 đến 6.700 đồng một ký tùy từng địa phương. Gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.250 đồng đến 6.350 đồng tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạng hiện khoảng 7.500 đến 7.600 đồng một ký. Gạo 15% tấm 7.250 đồng đến 7.350 đồng một ký và gạo 25% tấm khoảng 7.000 đến 7.100 đồng một ký tùy chất lượng và địa phương. Xin chuyển sang thông tin khác, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và chủ trì cuộc họp với chủ đề tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong công tác kiểm soát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Theo Bộ Y tế, kết quả kiểm tra đột xuất chất lượng nước sinh hoạt tại 12 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện có nhiều mẫu nước còn nhiễm arsen. Kiểm tra 30 nhà máy nước lớn đô thị và 20 trạm cấp nước cùng 130 mẫu nước tại các hộ gia đình ở 10 tỉnh thành còn lại, đoàn phát hiện nhiều nơi nước chưa đạt chuẩn cho phép về hàm lượng clo dư, nước đục, nhiễm coliform. Nhiều đại biểu cho rằng Việt Nam cần phải tính đến xây dựng luật nước sạch và đi kèm đó là các quy chế. Trong đó đề xuất hỗ trợ cung ứng các dụng cụ xử lý nước quy mô hộ gia đình với chi phí thấp cho một số đối tượng. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo cần phải dựa vào 109 chỉ tiêu của WHO về tiêu chuẩn chất lượng nước để phân tích các mẫu nước sạch bảo vệ sức khỏe người dân. Đặc biệt phải lưu ý đến việc cải tạo đường ống dẫn nước nên cần phải hướng dẫn người dân làm bể chứa nước đảm bảo vệ sinh. Năm 2015, Vĩnh Long phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp sinh hoạt vệ sinh đạt 90%, trong đó thì có 55% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước tập trung. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng 14 công trình cấp nước tập trung và thi công xây dựng mới 13 công trình ưu tiên cho các xã điểm để hoàn thành tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo các huyện tăng cường công tác vận động hộ dân sử dụng nước sạch ở các trạm cấp nước tập trung, phấn đấu lắp đặt thêm 7.000 đồng hồ nước cho hộ dân nông thôn. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện mục tiêu trên khoảng 72 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã cho vay với dư nợ trên 277,6 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 41.700 hộ xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ưu tiên cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Vĩnh Long có gần 5.000 hecta nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng. Trong số này thì có 1.800 hecta được nhà vườn chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái khác. Nhãn Ido là một trong những giống nhãn được người dân lựa chọn để chuyển đổi với diện tích trên 240 hecta. Do giống nhãn này có khả năng kháng bệnh cao. Tuy nhiên nếu không biết cách chăm sóc thì khả năng nhiễm bệnh, nhất là bệnh chổi rồng trên loại nhãn này vẫn có thể xảy ra. Hộ ông Trần Văn Quân, ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn với 30 công vườn, trong đó có 3 công trồng nhãn Ido. Đến nay đã cho thu hoạch được 4 vụ, vụ nào cũng đạt năng suất trên 2 tấn mỗi công. Theo ông Quân, để vườn nhãn Ido đạt năng suất cao thì việc chăm sóc, dưỡng cây sau thu hoạch là rất quan trọng. Thu hoạch thì tiến hành là rửa cây, dọn 3 cái cành trong thân đồ rồi cái mình gãy phân. Gãy phân cái mình bồi sình lên. Trước khi bồi thì mình gãy xài hữu cơ cho nhiều một chút, cây khoảng 10 kg, trộn với phân hóa học là lạnh với lân, loại DAP đã cho lân nhiều cũng phát triển bộ gãy lại đó. Rồi bắt đầu tới khoảng chừng 20 ngày sau thì nó nhú đọt ra. Nó đọt ra thì mình qua thuốc sâu đặng dưỡng cái đọt. Rồi tiếp tục là bón phân tưới nước vô cho lên cây hai xong thì bắt đầu mình tiễn đọt mình chừa một nhánh vậy, chừa khoảng chừng 2 đọt cho sau này cái đọt nó mập thì cái bông nó mới dài. Bên cạnh việc chăm sóc dưỡng cây,
thì việc phòng bệnh, nhất là phun thuốc để tiêu diệt những loại sâu hại, trong đó có nhện lông nhung, tác nhân gây ra bệnh trở rồng trên nhãn. Đối với nhãn Ido thì khi mà nó bị trở rồng thì cái cách mà chúng ta xử lý hiện nay thì nó cũng giống như là chúng ta xử lý đối với nhãn tiêu da bò. Có nghĩa là chúng ta tốt nhất là nên vệ sinh, có nghĩa là cắt bỏ những cái chồi bị bệnh. Và đồng thời thì khi mà chúng ta chăm sóc và xử lý cho nó ra đọt đó, thì ở mỗi cơ đọt khi nhú vừa nhú ra thì chúng ta phải phun thuốc trừ nhện lông nhung. Để sao diệt nhện lông nhung là nó hạn chế được cái bệnh này. Và ở giai đoạn mà cây ra hoa thì cũng cần phải phun thuốc trừ nhện lông nhung. Đặc biệt là hiện nay thì cái nhãn này thì nó cũng bị nhiễm bệnh trở rồng chứ không phải không, nhưng mà tỷ lệ nó thấp hơn. Trước tình hình dịch bệnh trở rồng trên nhãn gây nhiều thiệt hại cho nhà vườn, thì nhãn Ido là giống cây ăn trái đã và đang mở ra cho nhà vườn một hướng đi mới, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, trên các báo lớn số ra sáng ngày hôm nay đều tập trung phản ánh thông tin về sự cố sập giàn giáo ở Formosa, Hà Tĩnh. Trên báo Tuổi Trẻ đưa góc nhìn phản ánh nỗi đau của những phận nghèo, những công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn, bỏ lại sau lưng họ là cả những thân phận. Trong sự cố sập giàn giáo ở Hà Tĩnh, hiện cơ quan chức năng đã xác định được có 13 người chết, 28 người bị thương. Các nạn nhân đều là những người đến từ các làng quê nghèo đi làm công nhân tại khu kinh tế Dũng Án. Người dân xã Nghèo Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình không thể ngờ rằng chỉ trong một đêm, xã mình lại có đến 3 người chết trong vụ tai nạn lao động tại Hà Tĩnh. Hoàn cảnh làng quê trở nên tang thương hơn với những tiếng khóc của những người con mất cha, những người vợ mất chồng. Những phận người nghèo trong cơn bỉ cực rồi sẽ rất khó khăn để tiếp bước hành trình cuộc đời mình. Thưa quý vị, nhiều nhân chứng cho biết, ngay trước khi tai nạn xảy ra, giàn giáo đã có dấu hiệu rung lắc, nhưng người quản lý đã bỏ qua lời cảnh báo từ sắt thép và của cả công nhân. Ngay sau vụ tai nạn, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chia buồn và yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập giàn giáo. Xin chuyển sang thông tin khác trên báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay. Trời nắng nóng, bệnh gia tăng là chủ đề của bài viết của tác giả Thùy Dương đăng trên trang 14 của báo. Tác giả bài viết cho biết khoảng 10 ngày nay, các bệnh như hô hấp, tiêu chảy, tay chân miệng bắt đầu tăng nhanh. Các bác sĩ dự đoán những bệnh này tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ tại một số bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng bệnh nhi mắc bệnh hô hấp và tiêu chảy cấp rất phổ biến. Bài báo còn nhiều thông tin hay liên quan đến cách chăm sóc trẻ trong mùa nắng nóng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc. Trên báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng ngày hôm nay còn có những thông tin đáng quan tâm khác. Góp sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại. Đẩy mạnh cổ phần hóa để toàn dân làm kinh tế. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, mỗi thí sinh có một tài khoản. Cả Đà Nẵng mở tiệc mừng ngày giải phóng. Sự lương thiện phải được gieo mầm. Xin chuyển sang những thông tin nổi bật trên báo Thanh Niên sẽ phát hành sáng nay. Để dân làm hiệu quả hơn. Trong vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh, cái chết đã được báo trước. Môn ngoại ngữ có phần thi viết trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. 4 bộ ngành quản lý, nước sinh hoạt vẫn bẩn. Đồng Nai vi phạm hàng loạt các quy định của pháp luật. Liên quan đến dự án lấn lấp sông Đồng Nai mà báo chí phản ánh trong thời gian qua, báo Thanh Niên số ra sáng ngày hôm nay có bài viết Đồng Nai vi phạm hàng loạt các quy định của pháp luật. Bài báo cho biết, nhiều chuyên gia đã chỉ ra hàng loạt lỗ hổng về mặt pháp lý khi chính quyền tỉnh Đồng Nai quyết tâm lấp lấn sông Đồng Nai. Theo những chuyên gia, thì chính quyền tỉnh Đồng Nai đã áp dụng luận lấn biển để lấp sông. Trong quá trình triển khai lấy ý kiến người dân, thì chính quyền địa phương chỉ tham vấn có 20 hộ dân trong khu vực dự án này liên quan đến cả ngàn người. Bên cạnh đó, dự án còn có thể làm thay đổi dòng chảy, tăng sự xói mòn và sạt lở vùng hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến kinh tế chung một khu vực rộng lớn. Một thông tin cũng được nhiều bạn đọc quan tâm thời gian qua là việc nhiều học sinh bị mất tích một cách bí ẩn. Bài báo cho biết thời gian qua, hàng chục trường học sinh trung học, cả sinh viên khu vực Đồng Nai, Bình Dương bị mất tích một cách đầy bí ẩn. Có trường học học sinh sau đó tự động về nhà với tâm trạng bất an. Có trường học thương tâm hơn đã chết sau đó mà xác nạn nhân không may lại tìm thấy ở Hồ Đá, tỉnh Bình Dương. Hiện
Hiện cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân của những trường hợp mất tích bí ẩn mà thời gian qua báo chí đã phản ánh. Bên cạnh đó thì phụ huynh học sinh cũng như các bạn sinh viên cũng phải hết sức cảnh giác và quan sát trạng thái tâm lý bạn bè mình để kịp thời ngăn chặn những trường hợp tiếp tục có thể xảy ra. Xin chuyển sang những thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung đáng chú ý. Tôn trọng quyền dân tộc để thế giới phát triển. Người dân chưa tin chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, sợ mất chức vì cổ phần hóa. Đà Nẵng sẽ không phát triển bền vững nếu đầu tư thiếu tương xứng. Sạt lở núi khiến hàng ngàn người bị cô lập. Các nhà giáo cho rằng chủ trương cấm thi tuyển lớp 6 là đúng, nhưng không nên áp dụng với loại hình trường ngoài công lập. Thông tin chính đăng trong bài viết cấm thi lớp 6 đúng nhưng chưa đủ trên trang 13 báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày hôm nay. Không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6, đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Việc cấm thi tuyển lớp 6 là nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Hầu hết các nhà giáo chuyên gia giáo dục đồng tình chủ trương này, nhưng họ cho rằng chưa đủ. Theo Phó Giáo sư Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội, thì nếu cấm các trường dân lập tổ chức thi tuyển sẽ không phù hợp vì nhu cầu học sinh đăng ký vào trường năm nào cũng gấp nhiều lần số học sinh định tuyển. Trong khi đó, trường dân lập được tuyển học sinh toàn thành phố, thậm chí học sinh của tỉnh khác. Bài viết của tác giả Quang Ấn với nhiều thông tin thú vị, mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc. Xin chuyển sang thông tin khác, một chuyện tưởng như không thể xảy ra là việc giao cấu với trẻ em, chi tiền, xin xí xóa. Chuyện lạ đời này lại xảy ra tại xã Phước Lập, Tân Phước, Tiền Giang. Một thanh niên đưa bé gái chưa thành niên vào nhà nghỉ. Khi bị phát giác thì xin bồi thường 50 triệu đồng để gia đình nạn nhân bỏ qua. Điều lạ lùng là ông phó công an xã trực tiếp làm trọng tài chứng kiến vụ dàn xếp này. Người dân xã Phước Lập, Tân Phước, Tiền Giang phản ánh với Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy mấy ông ở xã này làm ăn kỳ cục quá. Nếu làm hại đời người ta xong, chỉ cần bỏ tiền ra đền là hết tội, thì còn gì luật pháp nữa. Một người dân địa phương bức xúc. Bài viết của tác giả Hoàng Nam đăng trên trang 6 của báo. Một thực tế đáng buồn là thời gian qua, tình trạng giao cấu với trẻ vị thành niên cứ liên tiếp xảy ra. Nếu pháp luật không nghiêm, thì tình trạng này sẽ còn tái diễn với mức độ nhiều hơn. Ngoài mức xử phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với đối tượng giao cấu với trẻ vị thành niên, thì các bậc phụ huynh cũng cần có giải pháp quan tâm chăm sóc con mình, đừng để trẻ bị ảnh hưởng bởi những chuyện mà sau này phải hối tiếc. Xin chuyển sang báo Vĩnh Long số phát hành sáng nay với nhiều thông tin đáng chú ý. Hội nghị lần thứ 20, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp, vận động hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, mang những tấm lòng hảo tâm đến với cộng đồng. Hàng quá Trung Quốc đội lớp hàng Việt Nam. Mang những tấm lòng hảo tâm đến với cộng đồng là nội dung và cũng là tiêu đề bài viết phản ánh những hoạt động thiện nguyện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thời gian qua. Với chức năng là cơ quan đầu mối trong công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp vận động các cá nhân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, giao thông nông thôn và các hoạt động từ thiện. Thời gian qua, mỗi năm tổ chức này đã vận động hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ giải quyết những khó khăn của bà con nông dân ở các địa phương, góp phần mang yêu thương, sự chia sẻ đến với cộng đồng. Nhờ sự giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị mà một bộ phận không nhỏ người nghèo được chăm sóc tốt về sức khỏe, có được những mái nhà ấm áp hơn, nhiều địa phương có con đường khang trang hơn. Bài của tác giả Cao Quyền đăng trên trang nhất và trang 3 với nhiều nội dung thú vị, mời quý vị và các bạn tìm đọc. Còn bây giờ, xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều cách khác nhau, hàng hóa kém chất lượng của Trung Quốc cứ tràn vào nước ta, gây khó khăn cho nhà quản lý và lo lắng trong nhân dân. Bởi đây, hàng Trung Quốc còn đội lốt hàng Việt Nam, khiến khâu kiểm soát lúng túng. Theo ghi nhận của tác giả Thảo Nguyên tại một số chợ vùng nông thôn thì hàng Trung Quốc tràn lan, nhưng khi hỏi thì người bán luôn bảo đó là hàng Việt có nguồn gốc từ Đà Lạt. Nhiều hộ tiểu thương cho biết hàng Trung Quốc dễ bán hơn hàng Việt do sản phẩm nhìn còn tươi, giá thì rẻ hơn hàng Việt. Hám lợi, nhiều người đã nhập hàng quá kiểu này bán cho người dân. Không ít người tiêu dùng có sự cảnh giác cao, tuy nhiên cũng không ít người tiêu dùng vì giá rẻ nên đã mua sản phẩm không đảm bảo chất lượng này. Câu hỏi là làm sao để người tiêu dùng mua đúng sản phẩm là hàng Việt? Câu trả lời có trong bài viết. Chúng ta vừa theo dõi những thông tin trên các báo phát hành sáng ngày hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin dự báo thời tiết.
Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối chương trình truyền hình Vĩnh Long sáng nay là bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay không khí lạnh rút rất nhanh ra phía đông và suy yếu đáng kể, trong khi khối áp thấp nóng phía tây chưa đủ mạnh để mở rộng. Vì vậy, Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng ấm dần, nhiệt độ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ C và cao nhất khoảng 25 đến 30 độ C trong 1-2 ngày tới. Còn ở miền Nam, nền nhiệt cao từ 34 đến 36 độ C tiếp tục duy trì trên diện rộng. Oi nóng xảy ra vào trưa chiều ở nhiều khu vực sâu trong đất liền, còn ban đêm lại diễn ra hầu hết ở vùng ven biển. Thời tiết Nam Bộ ngày và đêm được dự báo như sau. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ và Mỹ Tho, ngày ít mây và nắng nhiều, nền nhiệt cao nhất tăng lên mức 35 đến 36 độ C. Vũng Tàu ban ngày không khí mát mẻ với mức nhiệt ổn định là 32 độ C, nhưng trời nóng về đêm. Cần Thơ và Rạch Giá, ban ngày trời tiếp tục nóng do nhiệt độ vẫn tăng nhẹ và có mức cao nhất là từ 34 đến 35 độ C. Về đêm không khí dễ chịu, nhiệt độ không thay đổi và thấp nhất là 25 độ C. Phú Quốc và Cà Mau, nền nhiệt ngày và đêm đều tăng, khiến ban đêm trời càng nóng và oi bức hơn, với nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ C. Trưa chiều, không khí oi và nóng nhẹ, mức nhiệt cao nhất là 33 đến 34 độ C. Phần cuối bản tin là dự báo cho Vĩnh Long và các vùng lân cận. Tại các nơi này, nhiệt độ ngày vẫn tăng thêm và trưa chiều nóng trên toàn vùng, có mức cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Về đêm, trời không nóng do nhiệt độ vẫn giữ ở mức thấp nhất từ 25 đến 26 độ C. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.